Hello cả nhà, xe đạp Nhật Bãi xin chào. Trên màn ảnh của chúng ta là một con PNG full nhôm ha cả nhà. Đây là dòng PNG Roma 4 full đen và nó có một cái viền nó chạy dọc theo thân xe cũng khá là cá tính. Đây là một con PNG 38 độ 38 ha cả nhà. Shimano Antut, để đi vô chi tiết cho nhà cùng xem một con PNG 700C nhôm còn cũng khá là đẹp ha cả nhà. Đây, mình sẽ đi từ sau ra trước đi ha. Hệ thống tay thắng của nó kết hợp với lại tay bấm xả thì cũng là Shimano luôn nha cả nhà. Đây, Shimano hết luôn, con xe này cũng rất là đẹp ha. Tổng ra thì khách nào tìm xe thể thao mình đang hết hàng ha. Bữa nay lên con này. PNG thì nếu mà khách có mua mới hoặc là có chơi thì mình nên cẩn thận. Tại vì đây là cái dòng xe mà xe nhái ở trên thị trường rất là nhiều ha. Đó. Có nhiều chỗ nó bán chiếc xe nhái có 5-7 triệu gì thôi ha. Mà xe mới á nó cũng rất là khi mà mình không biết thì mình ham rẻ đó. Khi mà mình thấy cái giá của nó quá tốt thì mình mua về là bị lầm nha. Là toàn là xe nhái không. Xe PNG nè, rồi xe Louis Canada đó, mấy cái dòng xe đó là thường rất là nhái ha. Con này thì thắng ngàm của nó là chắc là Tetro rồi ha cả nhà. Nhưng mà cái cây, hai cái cây ấy của nó rất là đẹp ha. Cái cây kiếm á, cái cây kiếm nó làm rất là đẹp. Con này là sơn đen bóng, sơn đen mờ nha cả nhà. Sơn đen nhám á, nhưng mà mình có lao qua một lớp dầu. Để tại vì cái xe cũng đậu lâu không đi á. Để cho nó nhã nhã bớt khi mà mình rửa lại thì con này là xe đen nhám nha. Rất là đẹp luôn. Nguyên zin, chưa có qua xử lý gì hết. Chỉ có rửa và lao thôi. Đó, một con xe mộc hoàn toàn ha. Ở đây thì nó sẽ có một cái chữ PNG chìm nè. Cây sườn này là dạng cây sườn tam giác ha cả nhà. Đây nè, không phải sườn tròn đâu nha. Cây ở trên cũng vậy, hai cái tam giác đối xứng, một cái quay đầu lên, cái quay đầu xuống. Ở chỗ này nó cũng có dán tem PNG nữa nè. Đó, tem nổi ha. Cặp bánh là cặp bánh 700C nha cả nhà. Đó, sơn là nó sơn màu mạ nè, sơn màu mạ đồng ha. Con này 700C. Đây, thông số lớp, đồ đạc là còn theo xe hết, giò dĩa là giò Shimano nè, ngay cái bàn đạp này cũng là cái bàn đạp zin theo xe luôn. Con này thì đây là một con xe đời cao hết cả nhà, đời cao nha, Roma 4. Đó, đây 8 tốc độ tay bấm xả nha cả nhà. Đó, độ 38. Nói chung là xe rất là đẹp. Đây, cặp bao tay còn mới cáo luôn. Yên bọng đồ này kia là zin theo xe hết. Đây. Đó. Cặp bánh nè, nói chung là con xe này ngoài cái hai cái viền bánh là có màu ra với lại cái sọc viền nó chạy dài theo vậy thôi ha, còn lại là rất đẹp và là màu đen thui luôn. Đây, điểm nhấn của nó là cũng là cái tay nắm nữa nè. Đó, chỉ có đơn giản vậy thôi, nhìn rất là thể thao ha. Những con PNG này là chính hãng nha cả nhà, cái này là mình bao hàng chính hãng nha. Con xe này thì là của đứa em ở bên Nhật nó gửi về, cho nên là có thể là gọi hàng xách tay đó. Nhưng mà cái giá rất là phải chăng nha. Phải chăng so với một con hàng xách tay, tại vì con xe này bà nó mua cũng rẻ chứ không có mắc. Đây, đồ Shimano hết nha cả nhà. Đây, Shimano này. Cái cặp bàn đạp này đi rất là dính nha cả nhà. Đây là cái loại thiết kế bàn đạp kiểu mới bây giờ đó. Như những con Canon Dell hoặc là Specialized đồ nó cũng xài cái bàn đạp thứ này nè, rất là ngon. Đây, Shimano Antut hay cả nhà. Đó. Ở đây thì nó xài thêm chìm hết luôn nha. Đây, dĩa bọng luôn nè, còn mới cáo ít đi. Nói chung là đối với Việt Nam mình thì ở mình thì những con xe tầm khoảng mười mấy 20 triệu có thể là nó có giá trị đúng không? Nhưng mà ở Nhật thì nó cũng dạng tầm trung thôi. Cho nên là có nhiều khi nó đi, nó thích thì nó đi, còn không thích thì nó bỏ. Đó. Hoặc là nó bán rẻ lại cho những người mà cần thiết á. Như mọi người thấy, như con xe này thì thật sự ra là chạy xước là không có luôn ha. Ít lắm đó, đâu có bị gì đâu mà nó đã bỏ rồi đó, nó không chơi nữa, nó bán rồi đó. Thì cái thị trường xe của Nhật thì nó quá lớn, như là gần như là lớn nhất thế giới rồi, chỉ sau châu Âu thôi ha cả nhà. Cho nên là ở Nhật thì chúng ta hầu hết tìm được thấy tất cả các dòng xe trên toàn thế giới ha, tất cả các hãng luôn.
mình thì cũng sưu tầm được một số chiếc đó. Ví dụ như khách nào có thường xuyên theo dõi kênh của Phúc á thì thấy những con xe cực kỳ độc ha, cực kỳ độc và cực kỳ giá trị, chứ không phải là những con xe tầm trung thì chạy không thôi, rồi có phục vụ cho những anh em mà đam mê mà xe hàng độc nữa. Rồi một con Binchi Roma 4 full nhôm ha cả nhà, full nhôm màu đen, con này thì size tầm 1m65 trở lên đi nha cả nhà, xe 50 á, 49-50 gì đó. Thì khách nào chơi thì alo trực tiếp cho Phúc, con xe này mình bán 10.500.000 nha cả nhà. Đó, chơi thì cứ alo trực tiếp cho Phúc qua số điện thoại là 089 883 1234. Xe đạp Nhật Bản xin chào, hẹn em cái clip kế tiếp và những con xe kế tiếp.